Ai khổ mặc ai, riêng ba con giáp này sẽ đập trúng hũ vàng may mắn ngút trời trong tháng năm tới. Chào mừng quý anh chị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, bước chân vào tháng 5 năm 2020 thì những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, có vô số cơ hội phát tài phát lộc. Càng về cuối tháng càng hái ra tiền. Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm không mấy như ý, nhưng từ tháng 5 trở đi thì những con giáp may mắn này sẽ có tử vi năm Canh Tý đỏ chót như son. Thứ nhất đấy là tuổi Dần. Vận thế của người tuổi Dần sẽ khởi sắc đáng kể trong tháng 5 2020 tới. Những cái ưu lo phiền muộn sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu họ. Càng chí thú làm ăn, hết lòng với sự nghiệp, Dần càng dễ dàng trở thành con giáp giàu có hơn người, thu nhập tăng tiến lên không ngừng. Thế nên dù hiện tại khá chật vật thì Dần cũng đừng nản lòng, hãy cứ tin vào chính mình rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với cơ hội thăng chức tăng lương, càng về cuối năm càng vượng phát. Và tuổi thứ hai đấy là tuổi Tý. Nổi tiếng là người đa mưu túc trí, dám dấn thân và có mắt nhìn người, nên Tý chỉ cần gặp gỡ một lần đã biết ai là người đáng tin cậy, ai là kẻ mà mình nên đề phòng. Chính nhờ thế nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại, thậm chí còn đáp trả đến mức mà chẳng thể phản công. Nhờ có quý nhân phù trợ, bề trên chiếu cố nên con giáp này sẽ có tháng năm với công thành danh toại, lợi nhuận từ các khoản đầu tư đều là những con số khổng lồ. Và thứ ba đấy là tuổi Thìn, thông minh, cá tính và may mắn ngay từ khi lọt lòng. Nên những cái năm tháng thiếu thời người tuổi Thìn sống rất sung sướng vì tất cả đã có cha mẹ lo liệu nên họ chưa bao giờ phải chịu khổ, càng không phải chầy chật kiếm tiền như người khác. Thế nhưng khi đã đi làm, thay vì ỷ lại vào những gì mà mình đang có thì con giáp này có gan làm giàu, nỗ lực khẳng định bản thân. Tháng 5 năm 2020 chính là cái thời cơ nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nã trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là ba con giáp sẽ đạp trúng hũ vàng may mắn ngút trời trong tháng năm tới đây. Những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi và gặp được vô số cái cơ hội phát tài, và càng về cuối tháng thì càng hái ra tiền. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào những tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ thông báo mới khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.